Bếp từ Rapido được trang bị công nghệ inverter giúp ổn định dòng điện, nhiệt đều, mâm từ được bảo hành vĩnh viễn, hiệu suất cao, được làm bằng đồng nguyên chất 99,9%. Bên cạnh việc đảm bảo mang đến nguồn điện ổn định, giúp thức ăn chín nhanh, ngon thì còn giúp bếp có độ bền cao hơn. Mặt kính cường lực với chất lượng hàng đầu có khả năng chống va đập, chống chảy xước cực tốt. Bếp từ Rapido gắn kết gia đình. Bếp từ Rapido, điểm nhấn sang trọng cho căn bếp của bạn.